Lâm muốn tạo ra những bản cá nhân hóa theo động phong cách của quý khách. Chúng ta có tiền mua một sản phẩm có sẵn từ một thương hiệu thì đó là điều đơn giản và ai cũng có thể dùng được và đúng hàng và giống. Một chiếc túi handmade bởi Kỳ Lân Luxury theo yêu cầu của một vị khách hàng. Đây là chiếc túi được Kỳ Lân nhập da tại một trong những công ty chuyên thuộc da hàng đầu trên thế giới, chuyên cung cấp da cho hầu hết tất cả những thương hiệu thời trang da xa xỉ nổi tiếng bậc nhất trên thế giới hiện nay. Từ kích thước, chiều cao, độ rộng và chiều ngang cũng theo yêu cầu của vị khách hàng này luôn. Và từ cái quay sách luôn cũng phải đúng theo ý của chị. Từ cái chỗ mà mở nắp ra, mở ra để mình để đồ á, cũng phải theo ý của chị là hai bên có hai cái 500 và làm thật là tinh tế cho chị. Và bên trong được lót là da switch mềm, êm và cực kỳ bền từ nhà thuộc da Head ở nước Pháp. Chiếc túi này thì để được rất nhiều đồ rộng lắm, tại vì làm theo không gian là không có nhiều ngăn bên trong, chỉ có một ngăn phụ để những cái vật dụng nhỏ riêng, còn là một ngăn trong là ngăn chính, nên là cái không gian bên trong này được đựng rất nhiều đồ. Một chiếc túi toàn bộ là chất liệu cao cấp, từ phần da thuộc cá, từ phần da thuộc bê, và bộ phụ kiện đáy được nhập tại công ty này là công ty chuyên cũng cung cấp vật tư, vật liệu, những cái phụ kiện cho tất cả những cái thản da, những cái thương hiệu đồ da thời trang nổi tiếng trên thế giới luôn. Và đặc biệt trên chiếc túi này đó chính là cái logo vương miện này. Logo vương miện thì biểu trưng cho sự cao quý, sang trọng và thượng lưu rồi. Và logo vương miện này thì sẽ phù hợp hết, hầu hết với tất cả chúng ta. Bởi vì ai trong mỗi chúng ta đều và đều sẽ muốn để vươn đến những cái điều tốt đẹp nhất và cao quý nhất, nên là logo vương miện là một logo mở dùng được cho tất cả mọi người. Logo vương miện này là được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750, và trong cái logo vương miện có 3 viên kim cương hột xoàn thiên nhiên, mà Kỳ Lân tuyển chọn 3 viên kim cương hột xoàn vuông nhỏ rất là chiếu lấp lánh, phù hợp với cái logo vương miện này. Và đây Kỳ Lân sẽ thao tác mở ra như thế này, và hai đầu của chiếc túi xách sẽ có hai bộ 500 hít lại với nhau như thế này. Vâng, đây là chiếc túi theo yêu cầu, theo sở thích cảm xúc đến với chị khách hàng này. Và chị khách hàng này rất là ưng ý và nói Kỳ Lân ơi đẹp quá, thích quá, vì đúng ý chị quá mà da đẹp quá luôn, mà từ chất liệu da rồi cục da bên trong bên ngoài rồi phụ kiện logo của em rồi đến từng cái đục lỗ để mà mình câu chỉ rồi từng cái chỗ sơn cạnh, nó quá tỉ mỉ tinh tế đến mức độ mà nó quá hoàn hảo em ạ. Thì đó là lời nhận xét của vị khách hàng, thì Kỳ Lân vô cùng trân trọng và cảm ơn đến chị. Và hy vọng Kỳ Lân sẽ phục vụ chị trong những dòng sản phẩm khác nữa, và cũng hy vọng là sẽ phục vụ tất cả quý khách ở bất kỳ những dòng sản phẩm handmade nào mà quý khách yêu cầu, đặc biệt là công năng sử dụng. Đặc biệt là Kỳ Lân muốn tạo ra những bản cá nhân hóa theo động phong cách của quý khách. Chúng ta có tiền mua một sản phẩm có sẵn từ một thương hiệu thì đó là điều đơn giản và ai cũng có thể dùng được, và đụng hàng và giống nhau rất là nhiều và chưa biết như thế nào hàng gì. Xu hướng hiện nay, nếu như chúng ta cá nhân hóa được những sản phẩm từ những chất liệu mà xa xỉ, cao quý, sang trọng từ những thương hiệu, những nhà thuộc gia nổi tiếng, và mình handmade lại, mình cá nhân hóa lại theo ý của mình, và mình gắn những cái logo, những bộ phụ kiện hoặc vàng và kim cương cùng lúc vào bên trong chiếc túi này, thì giá trị sẽ tăng lên rất nhiều. Và một chiếc túi, ví dụ như Kỳ Lân từng thực hiện chiếc túi có 9 cây rưỡi vàng, giá trị vàng lúc đó là 5 triệu một chỉ, thì bây giờ đến 7 triệu mấy một chỉ thì cái giá trị đã tăng lên, đó là tài sản luôn rồi. Thì ngoài thú chơi, ngoài phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc và phục vụ công việc, thì nó còn thể hiện được cái giá trị tài sản của mình nữa. Kỳ Lân hân hạnh và đồng hành cùng tất cả quý khách. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.